tiếp tục là 67 nha anh em, Honda 67 nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Thì đây là chiếc 67 vừa được làm xong ở mình độ máy với con hình là Yandon Reborn Racing, đầu lòng nhỏ 49cc, trái 54, full đầu tiện, đầu lòng tiện của lò hẹp 303, đầu dời kích xúc bắp 24-27 nha. Bình bông bô đam huyền thoại, đầu lòng nhỏ nha anh em, đầu lòng nhỏ, lòng dài 76 qua lá lỡ đó. Đầu thì đầu zin cúp hai lỗ làm lên nha anh em, bô đam bình bông cực đẹp nha anh em, nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhưng mà đừng có nghĩ là nó là nhỏ nha anh em, số 49 nha, bài này rất là quen thuộc đối với anh em chơi 67 rồi. Xe này còn đi cầm lưỡi gà luôn nè, cầm lưỡi gà thì còn giống zin, nhưng mà một khi mình gắn bình xăng lớn thì kia chạy nó sẽ không có lanh bằng bằng cái đi mình đi ra cuốn đời mới ha. Chịu quá.